sẽ học với nhau. Đây là tin lành theo sứ đồ răng, tin lành theo răng, phúc âm của răng. Chúng ta sẽ học với nhau chương 4. Chương 4 nói về một người thiếu phụ Samari. Trong các bản dịch cũ sẽ dịch là người đàn bà Samari, hoặc là dịch là người phụ nữ Samari. Thì văn đoạn này sẽ rất là dài, và nếu như để học hết phân đoạn này thì chúng ta sẽ có 14 bài học. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ học với nhau 3 bài thôi, 3 bài ngắn thôi. Hội Thánh sẽ không bị áp lực đâu. Thứ nhất là chúng ta sẽ học một bài học mà tôi gọi đó là bài học về lúc giữa trưa. Về lúc giữa trưa. Lần trước được chia sẻ với Hội Thánh thì tôi chia sẻ với Hội Thánh là bài học vào lúc nửa đêm. Thì hôm nay chúng ta sẽ học về bài học vào lúc giữa buổi trưa. Thực ra thì cái thời gian giữa buổi trưa là một cái thời gian nó không phù hợp. Có lẽ là không phù hợp để làm nhiều việc. Người Việt Nam của chúng ta khác với người nước ngoài ở chỗ là đến giờ trưa chúng ta sẽ có một thời gian nghỉ ngơi. Mà người nước ngoài họ không có cái thời gian này. Họ sẽ làm qua trưa. Còn người Việt Nam chúng ta sẽ có thời gian nghỉ trưa. Ngày tôi đi học trường tần học thì tất cả anh em đều ngủ say. Nhưng riêng xuống học mục sư Jason thì ông không ngủ. Ông bảo là thói quen ngủ trưa là của người Việt Nam. Người Mỹ không có cái thói quen đó. Thì thực ra thì không biết là thời điểm mà Chúa Giêsu giang giảng dạy và chia sẻ tin lành thì cái người Do Thái họ có cái thói quen ngủ hay là nghỉ vào giữa trưa hay không. Nhưng nó có một bài học rất hay ở đây. Dẫu sao thì thời gian buổi trưa vẫn là một thời gian không phù hợp để con người chúng ta thực hiện nhiều việc. Nhưng Chúa Giêsu lại vẫn giảng dạy, vẫn chia sẻ và vẫn truyền đạo vào thời gian này. Theo bối cảnh thì Chúa Giêsu rời thành Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê vì biết rằng người Pha-ri-si có nghe đồn về Ngài và làm phép báp-têm thu phục các môn đệ được nhiều hơn răng. Thì nói chung là Chúa Giêsu nổi tiếng, và cái người Pha-ri-si và người Ga-li-lê họ nghe đồn về Ngài nên họ đã để ý đến Chúa, nên Chúa muốn tránh xa cái tầm để ý của họ, nên Chúa đi đến một cái nơi khác. Và Ngài thấy cần phải đi băng qua Samari. Samari là cái nơi mà Chúa Giêsu lúc này cảm thấy rằng Ngài cần phải đi qua. Samari là một vùng đất mà không phải là một vùng đất được dân Do Thái coi trọng, và họ xua đuổi những cái người không coi trọng ra vùng đất đó để ở. Những cái người kết hôn ngoại tộc hay là những người không chính thiên, không trọn vẹn là người Do Thái, tức là người có cha hoặc có mẹ không phải người Do Thái, kết hôn với một người Do Thái sinh ra dòng dõi thì sẽ bị loại và bị đuổi ra vùng đất Samari để ở. Thì Chúa Giêsu khi truyền đạo tin lành, Ngài không chỉ truyền đạo cho người Do Thái mà thôi, mà Ngài thấy rằng cần phải truyền đạo cho người Samari nữa. Và điều quan trọng đó là Ngài truyền đạo vào lúc giờ trưa. Sẽ có rất nhiều người thấy giờ trưa không hợp lý, nhưng Đức Chúa Giêsu lại thấy giờ trưa rất hợp lý. Bởi vì có một người đàn bà đi ra múc nước. Vào lúc giữa trưa bên cạnh giếng. Ở đây chúng ta sẽ không học bài học về cái giếng của Gia-cốp, mà chúng ta sẽ học bài học là Chúa đón người đàn bà này vào lúc giữa trưa. Người phụ nữ thông thường người ta sẽ không đi múc nước vào giờ trưa, bởi vì giờ trưa rất là nắng. Vì vùng đất của người Israel lúc đó họ không phải là vùng đất như Việt Nam của chúng ta là có bốn mùa xuân hạ thu đông, khí hậu mát mẻ, mà vùng đất đó là vùng đất đa phần là hoang mạc và sa mạc. Bởi vì chúng ta biết rằng là cái nơi có nước, nơi có xứ đồng bằng cỏ non tươi đẹp đã bị lót là cháu của Abraham chọn mất rồi, cho nên Abraham chọn lại những cái vùng đất còn lại. Cho nên là cái xứ của người Samari này cũng là một xứ đầy đồi núi mà thôi, đầy hoang mạc mà thôi, và cái nắng của nó rất là lớn. Cái điều quan trọng là đa phần tất cả những người phụ nữ khác ở trong thành, người ta đi múc nước, người ta đều múc nước vào lúc sáng sớm hoặc là lúc tờ mờ sáng, lúc ánh mặt trời chưa lên họ đi múc nước. Nó sẽ mát mẻ hơn, nó sẽ múc được nhiều hơn, họ sẽ đỡ mệt hơn. Hoặc là họ sẽ đi múc nước vào giờ buổi chiều,
giờ buổi chiều sẽ có những đoàn chiên được chăn được trở về, người ta sẽ mở miệng dính nước và người ta sẽ đi múc nước vào buổi chiều. Nhưng riêng người phụ nữ Samari này lại đi múc nước vào giữa trưa. Và điều đặc biệt là Chúa Giêsu thấy rằng ta phải đi vào giữa trưa để cứu người phụ nữ này. Chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi, đó là sao buổi sáng không đi mà buổi chiều cũng không đi, phải đi vào giữa trưa? Đơn giản khi chúng ta đọc câu kinh thánh mà lúc nãy chúng ta còn thiếu, đó là người phụ nữ này có tới 5 người chồng. Chúa Giêsu biết rằng người phụ nữ này có 5 người chồng. Một người có tới 5 người chồng, họ sẽ hổ thẹn. Họ sẽ hổ thẹn về cái quá khứ của họ, về cái cuộc đời, về cái hoàn cảnh. Họ cảm giác rất là tủi thân. Họ tủi thân, họ không muốn gặp ai cả. Họ sợ người ta nhìn thấy họ sẽ chê cười họ, nên họ đi vào giờ buổi trưa. Họ đi vào giờ buổi trưa. Lên Chúa Giêsu thấy giờ buổi trưa là hợp lý nhất. Đối với người khác thì sẽ không phù hợp, nhưng đối với người đàn bà Samari này là phù hợp. Bởi vì Chúa yêu người đàn bà Samari này. Khi chúng ta yêu ai, khi chúng ta yêu ai, đó là thời gian phù hợp. Chỉ cần chúng ta yêu thì lúc nào cũng sẽ là thời gian phù hợp. Sẽ không phải là buổi tối, sẽ không phải là buổi sáng nữa, cũng chẳng phải là lúc khi ta rảnh nữa. Đơn giản vì ta yêu, lúc nào ta cũng muốn kết nối. Ta yêu người đó, ta muốn kết nối với người đó, cho nên lúc nào với người đó, thời gian nào cũng là phù hợp. Vì Chúa Giêsu yêu người phụ nữ này, nên lúc giữa trưa luôn là phù hợp, luôn phù hợp. Và cái điều này sẽ áp dụng trên cuộc đời cơ đốc của chúng ta, đó là chúng ta hãy có một tình yêu với tha nhân, một tình yêu đậm sâu, một tình yêu sâu sắc như Chúa Giêsu có được này. Một tình yêu với người xung quanh chúng ta, một tình yêu với những người đồng bào của chúng ta là những người chưa biết Đức Chúa Trời. Chỉ cần họ chưa biết Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ truyền đạo cho họ, bất cứ đó là giờ làm việc, bất cứ đó là giờ trưa, bất cứ đó là giờ nào. Chỉ cần có thể làm chứng được cho Chúa, chúng ta hãy bắt chước Chúa Giêsu. Dù thời gian nó không phải phù hợp, nhưng vì chúng ta yêu người tha nhân đó, chúng ta yêu người chưa biết đến Chúa đó, thì nó sẽ phù hợp. Chúng ta sẽ nói với Chúa cho họ để họ được cứu như chúng ta. Đây là một bài học rất hay. Nhưng cái điều quan trọng là Chúa Giêsu đi truyền đạo, Ngài truyền đạo rất hay. Đa phần chúng ta có thể là rất muốn làm chứng cho Chúa, tấm lòng có rất nhiều điều muốn nói về người khác, về Chúa cho người khác, nhưng có thể đôi khi chúng ta lại không nói thành lời. Ở đây tôi sẽ chia sẻ với quý vị Hội Thánh Chúa một bài học thứ hai, đó là cách truyền đạo của Chúa Giêsu. Thực ra thì Chúa Giêsu truyền đạo bằng cách Ngài nói một lời tiên tri. Ngài nói một lời tiên tri. Ngài nói rằng là chị đã có 5 đời chồng rồi, và người hiện tại sống với chị không phải là chồng chị. Khi chúng ta đọc văn xuôi, đọc theo thể văn xuôi, thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây là một lời chỉ trích, hay là đây là một cái lời kết án hoặc kết tội, hoặc là một cái lời chỉ tội, chứ thực ra nó không phải là một cái lời gì tốt cả. Nhưng khi tôi cảm nhận được cái mạch văn này, tôi thấy rằng Chúa đã nói một lời tiên tri, và đó là một lời tiên tri phước hạnh. Chúa nói là chị á, chị có 5 đời chồng rồi. Chị có 5 đời chồng rồi. Chị nói là chị không có chồng là đúng. Bởi vì cái người chồng thứ 5, cái người đang sống với chị này cũng không phải là chồng chị. Chị là một người nói thật. Đó. Chúa đâu có chỉ tội đâu. Đó. Chúa đâu có trách móc đâu. Chúa đang khen mà. Chúa đang khen. Chúa nói tiên tri rất khéo léo. Nếu như Chúa không hỏi, nếu như Chúa không hỏi là chị hãy về gọi chồng chị ra đây, chị hãy về gọi chồng ra đây, thì mà Chúa nói luôn là chị có 5 đời chồng, thì đó sẽ là một lời phán xét, một lời trách móc hay một lời kết tội. Nhưng trước khi Chúa nói về cái hoàn cảnh của người này, thì Chúa lại nói là chị hãy gọi chồng chị ra đây. Và bà ấy nói là tôi không có chồng. Vậy là Chúa khen mà ngươi đã nói thật, chị đã nói thật. Tức là Chúa nói một lời tiên tri động đến cái quá khứ của người ta một cách dễ
gọi là một cách rất là hợp lý, một cách rất là dễ dàng. Và khi tôi đặt mình vào cái vị trí của người đàn bà này, thì tôi thấy rằng Chúa làm chứng cách này quá tuyệt vời. Quý vị hãy tưởng tượng như thế này. Thực ra thì người đàn bà Samari này không giống như chúng ta ngày hôm nay. Phụ nữ Việt Nam ngày hôm nay được ăn, được học, được mọi quyền lợi như những người đàn ông Việt Nam được hưởng. Nhưng người phụ nữ Do Thái hay phụ nữ ngày xưa của xứ Samari này, họ không được hưởng những quyền lợi mà người đàn ông được hưởng. Chỉ có đàn ông mới được đi học thôi. Chỉ có người đàn ông mới được đến Rabi thôi. Còn người phụ nữ thì không được tiếp cận đến sự học tập. Và khi chia tài sản á, khi chia tài sản thì cha mẹ cũng chỉ chia cho con trai thôi, không chia cho con gái. Con gái chỉ có của hồi môn thôi, giống như ngày xưa phong kiến chúng ta đó. Bây giờ thì luật pháp cho người Việt Nam chúng ta là con trai con gái đều được chia của ăn, đều chia tài sản sau khi cha mẹ qua đời. Nhưng ngày xưa thì đâu có vậy đâu, chỉ có con trai được tài sản thôi. Thì cái người Samari này cũng như vậy. Người đàn bà Samari kết hôn và đi cưới tới 5 người chồng đơn giản, bởi vì nếu như không có chồng, bà ta sẽ không có đất để ở, bà ta sẽ không có một tài sản nào trên đất hết. Và người phụ nữ không có chồng, lại không có học thức, thì sẽ nương dựa vào đâu? Nên việc lấy chồng đối với người đàn bà Samari này là một điều tối cần thiết. Nó cần thiết đến vô cùng. Và hôm nay con em của chúng ta, như em Mai, nhà tôi, sẽ rất là có giá. Sẽ rất là có giá. Được ăn học đến nơi đến chốn, được no đủ. Nhưng người đàn bà Samari thì không có vậy. Nếu như không có chồng đàng hoàng, nếu như người chồng không yêu thương bà, thì bà sẽ trở ra là một người không tài sản, không của cải, không có gì hết. Không có gì hết. Nên bà rất là đáng thương. Cái ngày còn tuổi thanh xuân 19-20 tuổi, lấy được người chồng đầu tiên, tưởng rằng tình yêu sẽ mang cho bà hạnh phúc đến suốt đời. Ai ngờ đi được vài năm thì người đó có thể là qua đời, hoặc người đó có thể là bỏ rơi bà. Rồi bà đi kiếm một người đàn ông thứ hai, người chồng thứ hai. Tưởng đâu là sẽ có được một mối tình viên mãn, ai ngờ cũng gãy gánh giữa đường. Đến một người đàn ông thứ ba, hy vọng rằng người này sẽ yêu thương mình hơn hai người đàn ông trước, nhưng cuối cùng vẫn ngã ngũ. Đến người đàn ông thứ tư, bà tưởng rằng đây có lẽ là người đàn ông của đời mình, và bà hy vọng rằng người đàn ông này sẽ đi cùng mình, nhưng cuối cùng rồi bà vẫn phải chia tay người đàn ông thứ tư. Có thể là vì việc con cái, hoặc có thể việc kinh tế, hay bất cứ lý do gì, nhưng nói chung bà đã phải đến với người đàn ông thứ năm. Và đến với người đàn ông thứ năm theo một phương cách, đó là ở với nhau thôi, ở với nhau thôi, không có kết hôn làm gì cả. Bởi vì biết đâu lại cần đến người thứ sáu thì sao. Ở với nhau thôi, ở được đến đâu thì ở. Bà không có chỗ ở, bà không có đất, bà không có học thức, không có công việc gì cả, phải nương dựa vào người đàn ông này. Và người đàn ông này cũng chỉ cho bà là ở đây thôi. Có thể là mang bà về để làm một người đầu bếp, hoặc là một người dọn dẹp gia đình, hoặc là cái gì đó không cần có danh phận. Nhưng bà cũng hài lòng chấp nhận cái điều đó. Bà hài lòng chấp nhận điều đó. Và tôi cảm thấy rất là thương cái người này. Thương người phụ nữ Samari này. Rất thương. Bởi vì tôi là người mồ côi. Tôi không có bố. Không biết rằng là lớn lên và trở thành người đàn ông nó thật sự là như nào. Tôi không có gương mẫu, tôi không có tình cảm của người cha, tôi không có sự trọn vẹn trong tình yêu của gia đình. Cho nên lúc nào tôi cảm giác mình cũng thiếu thốn tình cảm, và tôi dễ dàng bị tan vỡ. Rất dễ bị tan vỡ khi mà tôi nói với người khác là tôi mồ côi, hoặc là tôi nói với người khác là các bác của cháu không yêu cháu, các bác của cháu chỉ muốn tranh chiếm với cháu thôi. Hay là tôi có ai đó để tôi giúp bầu tâm sự mà họ chạm vào tôi sẽ rất đau. Bởi vì vết đau có sẵn rồi, nên sự động chạm rất nhẹ thôi cũng khiến người ta vỡ òa và khóc. Chúa Giêsu chạm vào người đàn bà Samari này một cách rất nhẹ nhàng. Chúa nói là chỉ có 5 đời chồng là chạm rất nhẹ nhàng thôi, nói rất khéo léo thôi. Nhưng người phụ nữ này ở bên dưới nước, có thể lúc đó bà
nức nở, hoặc là bà rưng rưng nước mắt. Một người Do Thái không bao giờ liên lạc, không giờ liên quan, không giờ bắt chuyện với người Samari. Người Samari bị người Do Thái cực kỳ khinh ghét và coi thường, thậm chí là coi thường như là một thứ dân ô uế. Nhưng Chúa Giêsu thì không những là một người Do Thái, là một người đàn ông luôn, lại đi bắt chuyện với người đàn bà, là người đàn bà Samari, xong rồi lại chạm vào cái trái tim của bà, chạm vào cái điều bà đang thiếu, thì đây là một cái gương mẫu của chúng ta, muốn để người khác nghe chúng ta, muốn để người khác lắng nghe lời truyền đạo của chúng ta, thì chúng ta hãy chạm vào họ, hãy chạm đúng cái vết thương, vết hằn của họ. Thật ra có những người thật sự chúng ta sẽ không truyền đạo cho họ được, bởi vì họ sinh ra trong gia đình đàng hoàng, đều về bố mẹ đầy đủ, cuộc sống viên mãn, họ lớn lên công việc ổn định rồi, họ kết hôn, họ không có một cái nỗi đau tổn thương ở cái quá khứ cả. Thật sự chúng ta không thể chạm được, cho nên Chúa Giêsu đi truyền đạo, ngài cũng nói là ta đến vì những người có bệnh, kẻ không có bệnh thì không cần bác sĩ, ta đến để gọi những người biết rằng mình không mất, ta đến để gọi những con chiên đi lạc. Chúa đi chạm vào từng người. Trong những cái phân đoạn khác thì Chúa Giêsu truyền đạo bằng cách ngài chữa lành, bằng cách ngài mở mắt cho người mù, bằng cách ngài làm các phép lạ lớn lao. Nhưng trong phân đoạn này ngài không làm gì lớn lao hết, ngài chỉ nói một lời tiên tri để chạm vào vết thương của phụ nữ này thôi. Chúa nói là hãy gọi chồng chị ra đây. Chúng ta sẽ không biết là Chúa gọi chồng ra này làm gì. Có thể biết đâu Chúa gọi ra thì Chúa sẽ hàn gắn cái quan hệ tình cảm giữa hai vợ chồng này, để cho người chồng này sẽ kết hôn với bà này, và bà người đàn bà Samari này sẽ có một danh phận thật sự. Và đó cũng là một cái cách làm của Chúa. Chung quy thì Kinh Thánh không tường thuật rõ, nhưng điều đã xảy ra đó là Chúa đã rất khéo léo để cho người đàn bà này đến nỗi được chạm vào, bà vỡ òa ra và bà chạy về với thôn nàng và kéo toàn bộ thôn nàng ra nghe Chúa Giêsu giảng. Bà chạy về với thôn làng, anh chị em về nhà có thể đọc hết phân đoạn này. Đó là ngài, bà chạy về với thôn làng và nói rằng: hãy ra đây và xem người đã nói với tôi những điều này chẳng phải là đấng cứu thế sao? Ban đầu thì đi múc nước, phải đi múc nước vào buổi trưa, đi múc nước vào cái giờ không có ai nhìn thấy mình. Hàng ngày phải che kín thật mặt, che thật kỹ không ai nhìn thấy mình, phải giấu giếm cái tình trạng của mình. Nhưng lúc này thì không cần nữa, Chúa đã chạm vào rồi, Chúa đã chữa lành vết thương của bà, Chúa đã có một câu chuyện nào đó để cho bà được tái sinh tâm hồn của bà. Bà nghĩ rằng với một con người nhiều đời chồng như mình, theo luật của Môi-se thì mình đã phạm tội ngoại tình rồi, thế chẳng được vào nước thiên đàng đâu, không được vào nước thiên đàng nữa. Và thậm chí bà còn nói rằng là người Do Thái nói với chúng tôi là phải thờ phượng ở thành Jerusalem, chúng tôi không được lên đó để thờ phượng, chúng tôi phải thờ phượng ở núi này. Nhưng Chúa nói không, sự cứu rỗi vẫn đến với con, sự cứu rỗi vẫn thuộc về con, không phải thờ phượng trên Jerusalem mới được cứu, mà cũng không phải thờ phượng trên núi này mới được cứu, vì ta đến, ta đấng Messiah đến rồi đây, con được cứu, con được cứu. Nên bà quay trở về nói với toàn bộ thôn làng. Đây là một cái sự động chạm rất là tuyệt vời. Chúa đi truyền đạo, Chúa nói một lời tiên tri. Thông thường người ta nghĩ rằng là lời tiên tri là sẽ nói về hiện tại hoặc sẽ nói về tương lai. Lời tiên tri là sẽ nói là tôi sau này tôi sẽ đi ra đất nước này hay đến thành phố kia để truyền đạo cho Chúa chẳng hạn, hay là tôi sẽ trở thành một người giàu có, hay tôi sẽ trở thành một người phước hạnh về tài chính để chúc có chỗ thánh ạ. Chúng ta thường nghĩ như vậy mới làm lời tiên tri. Nhưng cái lời mà Chúa nói với người đàn bà Samri là một, cũng là một lời tiên tri rồi. Đó là một lời tiên tri trong quá khứ, lời tiên tri để cứu rỗi linh hồn người ta. Đó mới là lời tiên tri tốt đẹp nhất. Đó là lời tiên tri tốt đẹp nhất. Chúng ta thường thường thích nghe những lời tiên tri là ô anh sẽ cưới được cái chị đó đó. Hoặc chúng ta sẽ thích nghe một lời tiên tri là ôi sau này vào cái tuổi này Chúa sẽ dẫn anh đến một cái nơi này và anh sẽ có được nhà cửa, hoặc là anh sẽ có được công danh sự nghiệp. Chúng ta thích nghe những lời như vậy. Chẳng ai thích nghe người khác nói về quá khứ của mình cả. Nhưng Chúa Giêsu lại nói về quá khứ mà có thể cứu được người ta. Bởi vì Chúa nói để chữa lành người ta.
chúng ta sẽ mặc cảm với quá khứ của mình rất nhiều. Tôi cũng vậy, sẽ mặc cảm với quá khứ rất nhiều. Và tôi thường nghĩ là không biết là nhiều khi mình theo Chúa mình có thật sự được cứu hay không, không biết nữa. Bởi vì là mình đã cũng đã phạm tội. Nhưng mà khi thấy Chúa nói với người đàn bà Samaria như này, Chúa yêu người đàn bà Samaria như thế nào, Chúa sẽ yêu ta chúng ta như vậy. Và Chúa cũng muốn đậm chạm, muốn đụng chạm. Thế này chị em, tôi đã từng được những lần như thế này. Đó là những lần hiệp nguyện, những lần bồi linh, rồi là những lần đầu huấn luyện chức vụ âm nhạc, những lần đi chạy hè, và một lần đi Indonesia. Những lần đó tôi đến với một nơi mà nơi đó tràn ngập mà âm thanh của sự thờ phượng Chúa, và tôi bị chìm mất vào những sự thờ phượng Chúa. Và khi đó Thánh Linh đến và đụng chạm tôi, và mỗi lần như vậy tôi đều gào và khóc rất to. Tôi khóc đến nỗi mà mắt sưng lên, và ngày hôm sau cả ngày tôi đều không nói được, bởi vì Chúa đụng chạm đến tôi. Ngày hôm nay chúng ta hát bài như nay cái hát cao dòng nước mắt, chúng ta hát bài, tôi định cho mọi người hát bài Chạm Lòng Con nữa. Chúng ta hát bài hát Chọn Đời Tôi như David xưa. Tại sao những người ngày xưa họ có thể được như vậy? Họ khao khát gần Chúa hơn, họ khao khát là dâng hiến cuộc đời cho Chúa. Đơn giản vì Chúa đã được chạm vào. Và tôi ước ao là hội thánh Chúa sẽ được Chúa chạm vào như là Chúa chạm vào người đàn bà Samari này. Và khi mọi người được chạm vào thì mọi người sẽ biết cách để đi chạm vào người khác. Chúng ta sẽ chạm khẽ vào nỗi đau, chạm thật nhẹ vào nỗi đau, nhưng khiến cho người ta phải vỡ hòa ra. Và đó là sự khôn ngoan và sự tri thức của Chúa. Và tôi ước mong là anh chị em của Chúa ở trong hội thánh này sẽ nói được các thứ tiếng lạ, anh chị em sẽ biết được cái lời khôn ngoan và mầu nhiệm, nhưng cũng sẽ biết nói những lời tiên tri, biết nói những lời học thức, biết nói những lời tri thức khôn ngoan và hiểu biết, có thể chạm tới tấm lòng người khác, và hội thánh của Chúa từ đó sẽ được phát triển. Chúng ta sẽ bắt đầu với những cái kiến thức nhỏ nhoi như vậy. Và bài học thứ ba tôi mới học hội thánh, đó là thông thường ấy, thì hội thánh sẽ phát triển mạnh mẽ là nhờ những người mới. Thực ra thì người cũ không phải là không giúp cho hội thánh phát triển, mà khi có những người mới thì tốc độ sẽ nhanh hơn, tốc độ sẽ nhanh hơn. Có thể hội thánh không cảm nhận được, nhưng tôi đã trải qua rất nhiều hội thánh rồi. Đó là khi mà hội thánh chúng ta cứ bình thường như này, chúng ta không có người mới, cứ bình thường này, nhưng mà đột nhiên có một người mới và họ được Chúa chạm vào, và họ được Chúa chữa lành họ, thì ngay lập tức họ sẽ kéo thêm, thậm chí là kéo thêm vài ba người, năm mười người khác đến đây. Và nếu chúng ta đón nhận được năm mười người kia và cũng chạm được năm mười người kia thì sẽ có một cuộc phân hưng. Cuộc phân hưng rất đơn giản như vậy thôi, rất đơn giản như vậy. Tôi đã từng thấy cái sự thật này xảy ra rồi. Ban đầu hội thánh An Bình bên chỗ mục sư Giang không có người tin Chúa. Từ dưng ngày đó thì có chị Hồng, chị bị tà linh nhập, thì đến hội thánh đuổi được tà linh. Bắt đầu chị về chị nói với tất cả mọi người, thế là cứ một phát được 5 người luôn, và 5 người đấy mang đến một cuộc phân hưng. Sau đó rồi lại dập tắt, rồi lại đợi một kỳ khác. Thực ra thì cái câu chuyện người đàn bà Samaria này cho chúng ta cái khuôn mẫu đó, các môn đồ đi giao truyền tin lành đi bình thường chẳng sao cả, thậm chí là Chúa còn phải né tránh những cái người Samaria đi nghe ngóng về ngài, nên Chúa mới phải đi sang vùng đất Samaria này. Chúa phải tránh những người Samaria, tránh những người là Pharisee, những người tìm bắt bớ ngài. Nhưng khi đến đây rồi, có một người đàn bà được Chúa chạm vào, và bà như một cái thác nước chưa được khai thác, một cái thác nước bây giờ trào ra đổ xuống như một dòng nước văng ra cho đến sử dụng đời. Bà giống như vậy, bà văng ra và bà vỡ hòa ra, bà đi nói cho mọi người, và mọi người đến với Chúa Giêsu thì các môn đồ lại nói rằng: Thầy ơi, thầy ngừng lại để ăn và uống đã, giờ này là giờ trưa, xin thầy nghỉ ngơi, xin thầy ăn, xin thầy uống nước, thầy đừng giảng nữa, đừng chia sẻ nữa, thầy đã đi cả một ngày dài rồi, bây giờ dân chúng này đừng làm phiền ngài. Có thể là sẽ có một số môn đồ sẽ cản lại cái người phụ nữ này: Thôi chị đừng gọi người khác đến đây nữa, xin dân chúng đừng đến nữa, để cho thầy nghỉ ngơi một lát đã. Và Chúa Giêsu thì nổi giận với điều đó. Nếu như hội thánh chúng ta trong thời gian tới có người mới, và cái người mới đó sốt sắng, người mới đó làm chứng nhiều quá,
người đó sốt sáng rồi mang hết người này đến người kia, hoặc là người mới đó làm phiền đến tôi chẳng hạn, hoặc làm phiền đến ai trong hội thánh, cứ suốt ngày bắt chúng ta cầu nguyện cho họ, thì chúng ta đừng cản lại họ. Bởi vì Chúa Giêsu nói rằng ta có một lương thực khác để nuôi, mà nuôi ta các ngươi không biết, đó là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi cơ hội đến, khi cơ hội mà Chúa phấn hưng, khi cơ hội mà Thánh Linh động chạm vào họ, họ đang tan chảy, họ đang vỡ hòa, chúng ta đừng cản họ. Chúng ta đừng cản họ. Như Chúa Giêsu muốn để cho người đàn bà Samaria này cứ tiếp tục gọi người đến đây, và Chúa vẫn tiếp tục giảng. Ngài không cần ăn trưa, Ngài không cần nghỉ ngơi, bởi vì thời kỳ, thời giờ bây giờ nó đang phù hợp để cứu người ta, nhanh chóng cứu được một vài người, thì chúng ta hãy cố gắng cứu một vài người. Thì đây là cái ba cái bài học mà tôi muốn chia sẻ với hội thánh. Ước mong rằng là chúng ta sẽ cùng nhau về nghiên cứu cái phân đoạn kinh thánh này để có thêm các nhiều bài học khác hơn. Nguyện Chúa ở cùng hội thánh và Chúa ban phước hội thánh. Tôi xin kết thúc bài chia sẻ đây. Thời phút này chúng ta sẽ cùng nhau đứng lên. Tôi xin phép tôi sẽ làm người đứng theo chương trình luôn. Chúng ta sẽ cùng nhau đứng lên và chúng ta sẽ tĩnh nguyện một phút, và chúng ta sẽ cầu nguyện xin lời của Chúa tác động trên lòng chúng ta và cho chúng ta những bài học và cho chúng ta sự sức sáng trong lòng. Để chúng con biết chạm đến những người khác, cho chúng con một sự tinh tế để con chinh phục những linh hồn khác của Chúa. Chúng con cho con lời nói thông qua, lời nói tri thức, lời nói tiên tri, lời nói ân học để chạm đến những con người họ cần sự cứu rỗi của Ngài. Chạm đến những con người có tấm lòng tan vỡ, có tấm lòng đau thương. Chạm đến những con người có những cuộc đời bất hạnh. Chạm đến những con người xin Thánh Linh của Chúa, xin Thánh Linh của Chúa hai chúng con và sự khôn ngoan, sự kinh nghiệm, xin cho tâm trí của chúng con đầy lẽ thật, cho môi lưỡi chúng con nói được những lời khôn ngoan và ân hậu. Hallelujah, giúp ích cho những kẻ nghe đi. Môi miệng chúng con nói được giúp ích cho những kẻ nghe. Vật chất của nó sẽ chẳng còn nữa.
sự tồn tại đến đời đời. Đó là vương quốc Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho con được lòng hướng về vương quốc Chúa. Xin cho chúng con hầu vị Chúa. Trời cuộc đời chúng con sẽ như David, sẽ là khúc ca dâng lên cho Chúa. Trời cuộc đời chúng con dâng lên hẳn. Hãy cho chúng con xứng đáng với lời hát mà chúng con đã hát. Hãy cho chúng con trở nên xứng đáng với lời hát mà chúng con đã hát thôi. Hallelujah. Được Chúa đụng chạm nhiều hơn, được Chúa đến và tan vỡ lòng nhiều hơn. Bởi vì khi đó chúng con sẽ trở thành những mạch nước hàng sống văng ra thế sự sống đời đời. Và chúng con sẽ là nguồn sống để cứu rỗi người khác. Chúng con sẽ là nơi mà người khác đến để múc nước. Chúng con sẽ chẳng phải đi múc nước nữa, vì chúng con đã có giếng sự sống ở trong mình. Chúng con đã có giếng nước ở trong mình. Hallelujah. Ông Chúa xin lại đến khi cho chúng con được mạnh mẽ người đàn bà Samari dẫn nhất nhiều người đến với hội thánh của Chúa. Chúa dẫn lối chúng con. Hallelujah. Sau phút này chúng ta sẽ cùng nhau giơ tay lên và chúng ta sẽ cầu nguyện chung. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được lên ở đất như trời. Xin Cha chúng con hôm nay đồ ăn của ngài. Xin Cha tha tội chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội mình chúng con. Xin Cha chưa để chúng con bị cám dỗ, song Cha sẽ cứu chúng con khỏi mọi điều ác, thì đất quyền huy liệt vô cùng. Amen. Cảm ơn Chúa, thì chúng ta có tấm lòng chúng ta sẽ dâng hiến với Chúa trong phút này, chúng ta sẽ thông công.